Vâng, chào bạn. Chào mừng các bạn đến với channel Ngọc Automation. Thì bài hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái hệ thống này, cũng là hệ thống vận chuyển, hệ thống cấp than, nhưng mà lưu trình lại khác, là bao gồm này, thứ nhất là băng tải 15 này, rồi trạm chuyển tiếp từ băng tải 15 thì qua cái băng tải 3A, rồi tiếp theo lại qua trạm chuyển tiếp là băng tải 4A, rồi đồng thời là đến đây có máy nghiền và có cái băng tải 1A. Ngoài ra thì có các cái thông số đặt thời gian này, rồi mô phỏng sự cố này, rồi bảng sự cố này, hiển thị các sự cố và bảng điều khiển. Cái này tương đối là đơn giản đúng không nhỉ? Rồi các thiết bị thì được điều khiển bật tắt on off bằng các nút ấn này ở chế độ bằng tay đấy. Ok, đây chính là cái chương trình. Còn file chạy của chương trình thì bao gồm, thứ nhất là file step 7, tức là S7300, file lập trình S7300. Thứ hai là file chạy WinEC. Thứ ba là sơ đồ đầu nối. Sơ đồ đầu nối thì đầu nối phần cứng, phần đầu nối đầu ra, đầu vào phần cứng, rồi mạch điều khiển, rồi mạch động lực cho động cơ. Còn video hướng dẫn ở đây. Ngoài ra thì còn có là các cái sơ đồ đấu nối, rồi băng tải, lưu đồ thuật toán, rồi các cái miền nhớ. Ok, thì bây giờ mình tự chạy xem nhé. Đầu tiên các bạn open WinEC lên. Ở đây mình open sẵn rồi. Open thì WinEC mình có sẵn rồi. Đưa mất thời gian của các bạn thì không cần open WinEC lên nữa, tại vì open WinEC tầm 2-3 phút. Ok, mình open file chạy này. Open cái file chạy của WinEC. Kích vào băng tải WinEC và kích vào thằng này. Và chờ thôi. Chờ cho nó open cái file mới. Tương đối là không nhanh lắm, tại vì cái này nó open hơi lâu một tí, tầm hơn một phút đấy các bạn, chưa đến một phút. Đấy, ok rồi. Và đây giới thiệu qua về graphic, các bạn kích vào graphic designer, open cái file vận chuyển than lên. Tức là open cái giao diện điều khiển lên đấy. Bạn nào làm cái này thì chắc là hiểu hết rồi đúng không? Nếu mà bạn nào chưa hiểu thì có thể vào trên đường Ngọc Automation để học thêm các cái bài training từ 1 đến 40 mấy bài đấy. Ok, và đây là cái chương trình. Còn ngoài ra thì còn có nút dừng khẩn cấp đó. Thì mình thử mô phỏng nhé. Sau đó các bạn open S7300 lên, Simulatic open lên. Ở đây mình open sẵn rồi, đưa mất thời gian của các bạn và open cái file chạy ra thôi. File chạy thì nó nằm ở đây, băng tải step 7. Băng tải step 7 đây. Ok, và các bạn download xuống. Ở đây mình giới thiệu qua là có 5 cái FC, tức là 5 cái chương trình con, 1 chương trình chính, 5 cái chương trình con, và một cái khối reset một loạt bit, tức là để dùng cho lệnh reset này này. Dùng cho lệnh reset này. Đấy, tức là cái khối này. Thì mình không giới thiệu nhiều về các chương trình bên trong nữa, mình thử chạy cho các bạn xem. Bạn nào mà thực sự cần thì cần tham khảo hay cần làm gì thì cứ liên hệ mình để lấy file. Mình download xuống. Yes. Ok, sau khi download thì các bạn run cái chương trình PLC lên. Sau đó trở về cái WinEC và run nó lên. Kích vào biểu tượng tam giác để run lên. Ok, bây giờ các bạn có một cái hệ thống điều khiển rồi. Đúng không nhỉ? Và mình thử vận hành xem nó thế nào. Bây giờ mình tao động nhé. Start
tức là cái thằng này nó bật lên là sai đúng không? Tại vì có ai đó ấn auto rồi. Reset đi, reset đi. Ok, mình chạy lại start này đúng không? Rồi nếu mà chọn chế độ auto thì các bạn phải nhập vào các cái thông số này trước, năm thời gian đấy, thời gian khởi động, thời gian tắt, thời gian dừng, thời gian khởi động, nhập vào. Hoặc là nếu mà các bạn không muốn nhập vào thì chỉ cần kích vào thông số này, đây là nó sẽ ra các cái thông số chuẩn cho các bạn, không cần nhập mất thời gian. Và ở đây mình chuyển chế độ auto, sau đó là nhấn nút xác nhận, xác nhận auto thì tất cả các băng tải này nó làm việc. Đấy, băng tải này làm việc đầu tiên, rồi đến máy nghiền, rồi tiếp theo là băng tải này 4A, rồi sau đó là băng tải 3A. Còn lại bao nhiêu giây để khởi động? Đó, băng tải 5A. Ok, bạn đã khởi động xong, tức là chu trình khởi động xong rồi. Còn chu trình dừng thì các bạn ấn stop thì nó dừng ngược lại, dừng với thằng này, dừng ngược lại thằng này, cứ ngược lại như vậy. Đây là chương trình dừng và chương trình khởi động cho cái hệ thống vận chuyển than đấy. Đó, anh nói dừng khi nào mà cái băng tải 1A này dừng thì tức là chu trình dừng của hệ thống là hết rồi. Thử xem. Ok, và dừng, chu trình dừng hết rồi. Mình tiếp tục chuyển sang reset đi, reset và chuyển sang chế độ băng tải đi. Menu thì các bạn bật tắt các cái băng tải bằng nút ấn thôi. Băng tải thiết bị bằng nút ấn. Đấy, on off. Tick on lên thì cứ on, tick off thì cứ off. Được không? Nào, ngoài ra thì mình bây giờ mình sẽ mô phỏng cho các bạn cái sự cố. Tức là nếu mà bây giờ mình cho băng tải 3A bị sự cố thì tương ứng là băng tải 5A sẽ lập tức dừng, và các cái băng tải đằng sau, các cái băng tải và thiết bị đằng sau thì nó sẽ dừng theo thứ tự. Đúng không nhỉ? Tức là các bạn chỉ cần mô phỏng cái sự cố là băng tải 3A bị sự cố thì nó sẽ dừng theo thứ tự. Bây giờ mình mô phỏng băng tải 3A sự cố nhé. Đấy, thì nó dừng bản thân nó và cái thằng trước nó, đồng thời các cái thằng sau, các cái băng tải và thiết bị sau thì nó dừng theo thứ tự. Và cái nút xác nhận lỗi này nó sáng lên yêu cầu bạn phải xác nhận cái lỗi, tức là băng tải 3A báo bị sự cố, các bạn cần phải ra hiện trường sửa chữa lỗi xong thì các bạn xác nhận lỗi thôi. Đấy, xác nhận lỗi xong là hệ thống sẽ dừng và các bạn cần phải khởi động lại. Còn nút dừng khẩn cấp thì trong quá trình làm việc của hệ thống thì nếu các bạn ấn nút dừng khẩn cấp thì là hệ thống sẽ dừng thôi. Nút này tương đối là quan trọng, dừng khẩn cấp thì nó dừng luôn cả hệ thống luôn. Ok, đây chính là nội dung điều khiển giám sát về vận hành hệ thống cấp than. Bạn nào cần vay chạy thì liên hệ Ngọc Automation, Văn Ngọc Pro Automation.com hoặc số điện thoại 0973 652 625. Hoan nghênh các bạn đến với channel Ngọc Automation. Hy vọng các bạn thích trang này và like cho mình một cái.